Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ trình bày cho mọi người về cách sử dụng trên link. Cụ thể ở đây là mình sử dụng Remix. Thì ở đây mình sẽ không hướng dẫn lại cách anh em sử dụng Remix nữa. Mọi người nếu muốn tìm hiểu cách sử dụng về Remix thì có thể lên YouTube và tìm hiểu. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng để lấy một cái data private của trên link. Mọi người có thể vào trang doc.trainlink ở đây. Doc.trainlink ở đây để lấy cái data feed thì về mọi người có thể vào đây using data. Có thể đọc hướng dẫn đây. Thì những cái data mà trainlink cung cấp thì mọi người có thể tìm kiếm ở đây. Ví dụ như ở đây là main Ethereum mainnet. Thì cái này là để dành cho chạy những cái dự án thật mà mọi người chạy ở trên mainnet. Còn bây giờ chúng ta ở cái bản demo này mình sẽ sử dụng testnet, đó là Sepolia. Đây mình sẽ lấy sử dụng cái data là BTC trên USD. Thì mọi người có thể thấy đây, ấn vào cái thông tin này show more detail. Thì ở đây cái decimal này nó đang hiện là số 8. Cái này có nghĩa là sao? 8 ở đây mọi người có thể hiểu là ví dụ như là nó sẽ trả về một cái data. Ví dụ như mình đang lấy ví dụ như là một BTC hoặc một USD đi. Ví dụ đó nha. Thì kết quả trả về của nó sẽ là số 1 và 7 số 0 sau nữa. Có nghĩa là cái này là cái mọi người hiểu đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy cái BTC USD này. Thì đây, mọi người có thể nhìn cái code khá là đơn giản như này. Thì đầu tiên hai ông này thì mọi người đầu tiên là cái license này. Cái giải thích một chút cho ai chưa biết về code Solidity trên Remix nha. Thì đầu tiên là cái license cuối tiếp theo là đến cái phiên bản của Solidity mà mọi người sử dụng. Thế đó mọi người sẽ import cái code của trên link vào. Thì ở đây mình sử dụng một cái interface của trên link, đó là aggregator v3 interface. Thì như mọi người đã biết rồi đó, ai học qua Solidity rồi thì cũng biết thì interface nó là những cái function được define sẵn rồi. Nó chưa implement thôi. Thì những cái phần này mình sẽ lấy ra mình implement nó, mình sử dụng kiểu như là thế. Rồi cái contract có tên là Price Consumer V3 đây. Mọi người có thể tạo đây, ví dụ như là new file đây. Đó, tạo ra một cái file smart contract mới. Đó, ở đây thì mình đã tạo rồi. Đó là cái file Price Consumer V3 đây. Cái code nó như thế này. Thì cái constructor này thì mọi người hiểu rồi. Đó là cái này là một cái interface private. Mình tạo ra một cái biến private này, nó với cái này chính là cái địa chỉ mà này, mọi người em pass này. Đó chính là cái địa chỉ data feed mà vừa rồi mình sử dụng á, đó là ETH trên USD. Đó, ví dụ như thế. Đó, rồi mình ở đây mình viết một cái implement cho nó, một cái function. Mình đặt tên nó là get slot deprive. Thì cái này mình sẽ lấy cái bằng cái này là bằng cái private cùng với cái last round data. Mọi người có thể xem cái này ở đây. Đây, trên link smart contract key trên link. Thì đây chính là cái interface mà nó đã viết sẵn. Thì trong này có một cái function là last round data này. Đó, nó sẽ trả về cho mình cái round ID này. Cái quan trọng nhất là mọi người cần quan tâm đó là cái đấy.
đó là cái price. Thì bây giờ mình sẽ combine cái code này nhé, 8.19, ok, combine nó. Sau khi combine thành công thì mọi người deploy nó, thì ở đây mọi người sẽ không thể sử dụng được những cái máy ảo EVM như Remix VM ở London, Berlin gì đó, không, nhưng mà cái này mình phải dùng một cái Chuck Provider, cụ thể đây là MetaMask. Đây mình đã kết nối rồi, mọi người có thể kết nối. Còn nếu như ai mà chưa có cái Sepolia ETH này thì mọi người có thể vào theo cái đường link như sau, đây là faucetlink.to Sepolia. Thì ở đây mọi người có thể lấy Sepolia bằng cái cách một số cách, ví dụ như là đây là mọi người kết nối ví nó xong lại đó, xong rồi lấy cái địa chỉ đó paste vào đây, node robot đó, xong rồi send ETH. Thì cái này là mình cũng mới sử dụng cho nên là nó phải đợi hết 24 giờ sau thì mình mới sử dụng được. Hoặc là mọi người có thể sử dụng cái này. Thì cái này đó là nó sẽ sử dụng máy tính của bạn để chạy nó sẽ đây này. Đấy, mọi người có thể đọc ở dưới này. Thì cái này nó sẽ chạy cho bạn một lúc, là sau khi chạy xong thì bạn có thể claim claim cái Sepolia ETH về để test đó. Với các bạn là đấy. Thì ok, sau khi mọi người kết nối với MetaMask rồi thì bây giờ mình sẽ deploy. Mọi người sẽ chọn đúng cái smart contract mà mọi người cần deploy, đó là cái Prime Consumer V3 ở đây. Đây chính là cái này. À, nó combine lại này. Đây, cầm V3. MetaMask. Nó chưa kết nối được, để mình reload lại. Ok, lại này. Đây, contract Chainlink Tutorial này, Prime V3 đây. Và này, combine nó. Mình đổi sang cái này, đã link đến cái địa chỉ của mình rồi. Bây giờ mình có thể deploy. Nó link đến cái account của mình này, mình đang có 2.3 đây, 2.3 Sepulia như này đấy. Khi mà được như này thì mọi người sẽ tiến hành deploy nó. Confirm. Đây mình có thể xem được cái transaction đây. Nó đang chạy như. Rồi. Ok, thành công. Sau khi mình deploy thành công thì mình sẽ có, nó sẽ trả về cái giá trị như này. Mình sẽ không không hướng dẫn mọi người sử dụng lại tại sao cái này nó lại màu xanh, màu cam các thứ nha. Thì cái này mọi người có thể xem cách sử dụng Remix với Solidity ở trên YouTube. Mình sẽ không hướng dẫn lại. Đấy, thì khi mình get class deploy này đó, thì đây chính là cái giá mà của ETH trên USD. Đây, chúng ta có thể xem đây. BTC trên USD. Bitcoin BTC. Đây. Đổi sang USD. USD rồi nhỉ. Ghi rồi ta. USD. Đây, trên test. Đây. Thì nó là khoảng là 28.000. Thì ấy, như mình có nói cái decimal nó đang là 8 số 0, sẽ nhân lên thế. Thì mọi người có thể từ cái price mà nó trả về này, return về một cái price này, mọi người có thể lấy nó để đem đi sử dụng về những cái mục đích nào đó thì là tùy mọi người. Ok, về cơ bản thì lấy
Mình sẽ demo tiếp cho mọi người thêm một cái nữa đi. Ví dụ như mình lấy ETH trên USD đây. Copy cái này, mọi người chỉ việc đơn giản thay đổi cái này. Thay đổi cái này. Mình không dùng cái này nữa. Nhiều cái này. Đó, là cái này gọi là của ETH trên USD. Say. Rồi, cầm ba lại. Rồi mình để đóng này đi. Mình deploy lại. Đợi nó deploy mất. Ok, khi mà deploy được đây này. Có thể nhìn thấy cái này chính là cái mình mới 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 xong. Đó. Đây chính là cái mình mới deploy một cái thì đây chính là cái giá trị get get latitude ở đây thì nó sẽ trả về này như ETH để mọi người xem thử đổi qua America dollar đó là America đâu đó America ủa sao mình không thấy chứ America ủa sao không thấy no USD chứ nhầm. Oh sorry mọi người. Cái đấy phải là USD. Đây. Mình quên mất cứ America. Đấy thì nó đang có giá khoảng 1.800 1.800 đấy mọi người có thể nhìn xem ở đây. Chiếu cái giá. 356 على 186. Đó thì cái giá nó như thế này. Đó, mọi người có thể lấy cái price này sau khi nó đi để sử dụng vào bất cứ mục đích gì khác trong code. Ok.